Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, trong hai ngày 17 và 18 tháng 11, huyện Vân Hồ đã tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện lần thứ nhất năm 2017 và để lại ấn tượng sâu sắc đối với khán giả đến xem và cổ vũ. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại những hình ảnh tại kỳ đại hội đầu tiên của huyện. Để mang đến cho đại hội và khán giả, chương trình khai mạc với màn diễu hành biểu dương lực lượng và đồng diễn ấn tượng đẹp mắt. Tập thể nam nữ diễn viên, nghệ nhân, lực lượng vũ trang, các khối diễu hành, đồng diễn đã dày công tập luyện và chuẩn bị từ nhiều tháng. Thưa quý vị và các bạn, đây là năm đầu tiên huyện Vân Hồ tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao. Chính vì vậy mà từ nhiều tháng qua, các nam nữ diễn viên, nghệ nhân, lực lượng vũ trang, các khối diễu hành và đồng diễn đã tích cực luyện tập để tham gia màn diễu hành biểu dương lực lượng và đồng diễn tại chương trình khai mạc. Và bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ một vài diễn viên, vận động viên để biết được cảm xúc của họ như thế nào khi được tham gia nghi lễ đặc biệt này. Xin chào chị. Xin chị cho biết cái cảm xúc của mình như thế nào khi được tham gia chương trình khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao năm nay? Dạ em thưa chị, hôm nay em rất vinh dự được tham gia lễ diễu hành Đại hội Văn hóa Thể dục Thể thao huyện Vân Hồ lần thứ nhất năm 2017. Thì bản thân em rất là vui, rất phấn khởi và rất vinh dự. Và rất là vui khi mà mình được tham gia những cái lễ hội này. Thì bản thân em cũng là rất là hồi hộp, nhưng mà bản thân em cũng rất là sẵn sàng sẽ tham gia cùng lễ hội. Vâng, cảm ơn em. Còn bạn như thế nào, bạn cảm thấy như thế nào? Vâng, em chào chị. Em tham gia Đại hội Viện Vân Hồ Thể dục Thể thao lần thứ nhất thì hiện tại giờ em đã sẵn sàng để cống hiến tất cả sức lực của mình một cách tốt nhất để đại hội thành công tốt đẹp nhất. Xin cảm ơn các bạn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua những ý kiến của các diễn viên vận động viên thì chúng ta có thể thấy rằng tất cả đều đã sẵn sàng và điều đó chắc chắn Đại hội Thể dục Thể thao huyện Vân Hồ năm 2017 sẽ thành công tốt đẹp. Tham gia đại hội năm nay có hơn 300 vận động viên được tuyển chọn từ Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở của 14 xã, các cơ quan đơn vị trong huyện. Tham gia tranh tài ở 5 môn thi đấu thể thao gồm điền kinh, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn. Đây là các môn thi đấu thể thao vừa mang tính hiện đại vừa mang tính truyền thống, thu hút đông đảo bà con nhân dân đến xem và cổ vũ. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi diễn ra lễ khai mạc là trận thi đấu chung kết bóng chuyền nam và một số môn thể thao khác diễn ra tại đại hội. Hãy cùng gặp gỡ phóng viên của chúng tôi đã có mặt tại khu vực diễn ra trận đấu chung kết giữa Liên quân Ủy ban Nhân dân huyện và đội thi xã Mường Tè để cùng biết không khí của trận đấu. Xin mời phóng viên Minh Huệ. Vâng, xin cảm ơn phát thanh viên Trần Trung. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy không khí diễn ra giữa trận chung kết bóng chuyền nam đội Liên quân Ủy ban Nhân dân huyện Vân Hồ và đội xã Mường Tè diễn ra rất sôi nổi và thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ. Đây là hai đội xuất sắc nhất được lựa chọn từ giải bóng chuyền cụm hai xã Song Khuổ và Vân Hồ. Bóng chuyền là môn thể thao được tổ chức sớm hơn so với các môn thể thao khác với 15 đội tham gia đến từ Ủy ban Nhân dân huyện và 14 xã trong toàn huyện. Các đội đã thi đấu từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 10 tại hai cụm thi đấu là Song Khuổ và Vân Hồ với nhiều trận đấu hay và kịch tính. Tại trận chung kết, các đội đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay và đẹp mắt. Tôi đến từ xã Quang Minh, tôi đến đây cổ vũ cho đội bóng chuyền của xã Mường Tè. Vừa rồi qua cái hiệp một trận đấu tôi thấy là hai đội đều rất là ngang sức ngang tài và thi đấu rất là hết mình và cống hiến những là pha bóng hay và pha bóng rất là đẹp mắt ạ. Vâng, đến với ngày hội văn hóa thể thao hôm nay thì xã chúng tôi là đấy cũng là một cơ hội để xã chúng tôi là xã rất là sâu xa là được giao lưu học hỏi kinh nghiệm những xã bạn, kinh nghiệm tốt và kinh nghiệm hay của các xã bạn. Cùng với đó, các môn thi đấu thể thao như ném còn, bắn nỏ cũng đã diễn ra ngay sau lễ khai mạc. Tham gia tại Đại hội Thể dục Thể thao huyện năm nay, các đoàn vận động viên mang đến đại hội tinh thần thi đấu thể thao trung thực, cao thượng và ý chí quyết tâm đạt thành tích cao. Với tham gia với hội thể dục thể thao này, đoàn chúng tôi cũng mong muốn được đạt những giải và những thành tích cao để cho tinh thần của vận động viên trong đoàn ngày càng tham gia nhiều phong trào hơn nữa. Và một đoàn của chúng tôi cũng mong muốn là các cấp trên là tổ chức thường xuyên các phong trào như đợt này để các vận động viên quần chúng ở các xã như chúng tôi được tham gia học hỏi, giao lưu ở tất cả các nội dung để phong trào thể dục thể thao của các xã cũng như huyện là ngày càng phát triển hơn. Hôm nay tôi rất vinh dự là tôi được tham dự Đại hội Thể thao của huyện Vân Hồ năm 2017 lần thứ nhất. Và tôi tham gia cái môn thể thao bắn nỏ là môn truyền thống của dân tộc Mông. Vậy là tôi đưa giúp tôi tham gia thì có hơi run một chút, nhưng mà kết quả của liều bắn đầu tiên thì tôi cũng hài lòng.
Tham gia môn thi kéo co, các đoàn vận động viên đã thể hiện rõ tính đồng đội và trọng vào sức mạnh. Đây không chỉ là môn thể thao rèn luyện sức khỏe, mà còn là trò chơi đem lại niềm vui, sự thoải mái cùng những tiếng hò reo của các cổ động viên. Có nguồn gốc từ đồng bào các dân tộc miền núi ở Tây Bắc, từ lâu kéo co đã trở thành môn thể thao không thể thiếu trong các dịp lễ hội. Theo quy định, mỗi trận thi đấu sẽ diễn ra trong 3 hiệp, và để kết thúc mỗi hiệp, bên nào chân chạm vạch hoặc bị đẩy ra khỏi vòng tròn sẽ bị tính thua cuộc. Vì vậy, để giành chiến thắng, người chơi không những cần đến sức mạnh mà cần phải có sự khéo léo, kỹ thuật và tâm lý thép để giành chiến thắng. Đây cũng chính là điểm hấp dẫn trong bộ môn thể thao truyền thống này. Sau gần 2 ngày thi đấu, tranh tài sôi nổi, các đoàn vận động viên đã mang đến cho khán giả những trận đấu hay, đẹp mắt, đầy kịch tính, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng. Thông qua đại hội, các vận động viên có cơ hội được giao lưu, học hỏi, trao dồi kỹ thuật thi đấu. Đại hội thể dục thể thao huyện lần thứ nhất được tổ chức nhằm khơi dậy tiềm năng thể dục thể thao của đông đảo quần chúng nhân dân, vận động toàn dân thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe, phục vụ lao động, học tập, công tác, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời tuyển chọn đoàn vận động viên tiêu biểu xuất sắc đại diện cho nhân dân các dân tộc huyện Vân Hồ tham gia Đại hội thể dục thể thao tỉnh Sơn La lần thứ 8 sẽ diễn ra vào tháng 3 năm 2018. Tại lễ bế mạc đại hội, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đoàn vận động viên xã Mường Men, đồng giải nhì thuộc về đoàn vận động viên xã Trường Xuân và Song Khủa, giải ba toàn đoàn thuộc về các đội Mường Tè, Lóng Luông và Trường Khoa. Cũng nằm trong khuôn khổ đại hội, ban tổ chức đã trao giải nhất nội dung thi bóng chuyền nam cho đội thi đến từ Liên quân khối các cơ quan Ủy ban Nhân dân huyện. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng đã trao các giải nhất nhì ba cho từng môn thi đấu và các giải phụ cho các vận động viên xuất sắc nhất. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho 16 tập thể, 60 cá nhân có nhiều thành tích trong Đại hội Thể dục Thể thao huyện Vân Hồ lần thứ nhất năm 2017.